thưa quý vị mới đây một fanpage đã kêu gọi được hơn 12.000 chữ ký tước bỏ danh hiệu di sản văn hóa của hội chọi trâu đồ sơn và cấm tất cả các sự kiện chọi trâu trên cả nước. Cụ thể trên fanpage có tên là Việt Nam Animal Ace với hơn 60.500 người theo dõi. Bài đăng ký tên kêu gọi tước danh hiệu di sản văn hóa của hội chợ Trâu Đồ Sơn nhận về hơn 8.800 cảm xúc, 3.000 bình luận, 5.200 lượt chia sẻ. Đường link kêu gọi sự hưởng ứng của cộng đồng cũng như nhanh chóng đạt đến con số hơn 12.000 chữ ký. Lễ hội chợ trâu Đồ Sơn Hải Phòng được tổ chức thường xuyên vào mỗi dịp 19 tháng 8 âm lịch. Qua hàng ngàn năm gìn giữ và bảo tồn, đến nay lễ hội chợ trâu Đồ Sơn vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của người dân đất cảng, thể hiện tính ngưỡng vùng miền độc đáo. Năm 2017, một sự cố xảy ra khiến Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định tạm dừng lễ hội chợ trâu tại Đồ Sơn để khắc phục những hạn chế trong khâu tổ chức. Từ sau khi khắc phục xong cho đến nay, dù lễ hội vẫn được duy trì thường niên, thu hút hàng vạn người từ khắp nơi đổ về, nhưng sự kiện này cũng vấp phải luồng tranh cãi lớn về giá trị nhân văn nhân đạo.